chơi. À, nồng nàn như boy Hà Nội, Big Daddy, Nguyễn Đức Cường. Chờ thời gian ai đấy anh cứ nghĩ là em cơ, gặp em anh không biết phải làm gì giờ và nói gì nhờ, và lẽ là anh đang vu vơ hay là do em vẫn có chuyện hững hờ. Chân an bản thân đừng run và đừng sợ, tiến lại bên em mỉm cười này, hey girl. Anh đảm bảo hiện tại không có ai đã mấy mối yêu, chứ không phải tình vắt vai. Hôm nay thì em rồi bỗng tim anh đập hăng hái, try Facebook đúng ai để gì anh sẽ like. Anh có em như bình xứ thêm hoa đẹp lội tỏ eo thon, thêm để anh đóng bộ vest xinh sửa đầu tóc áo mới thêm thoi cài cúc. Anh yêu Huy CT cho anh xin thêm vài đúc. Tôi đã gặp cô gái mặc chiếc váy màu da cam. Tôi đã đuổi theo cô ta xuống dưới nhà nhưng rồi cô ta biến mất. Ở đây thì có rất nhiều cô gái nhưng mà chắc chắn không có cô gái nào mặc áo màu da cam. Tôi không nhìn thấy cô gái nào mặc áo màu da cam cả. Tôi có nhìn thấy một con gái nhưng mà không mặc váy màu cam. Tôi không hiểu ông nói với cô gái nào. Tôi chả thấy cô gái nào mặc áo màu da cam cả. Chúng tôi quay MV và anh ấy chạy xuống dưới nhà đuổi theo ai đấy. Không ai nhìn thấy gì cả. Sao giờ này em còn chưa về? Nhà em ở đâu? Em không có nhà. Thế anh còn chỗ không? Tôi bảo ông rồi. Tôi uống nhiều quá. Ông không hiểu. À, ông Cường kìa. Anh Cường ơi. Anh ơi. Ông nói chuyện với em ơi.
Đùa. Ông này quá đáng thân. Đùa. Ông này quá đáng thân đấy. Khó hiểu nhá.